nói về cái hành trình có được cái sản phẩm này, nó phải nói là trung chuyên nhất từ xưa đến nay. Trùm cuối bao giờ cũng phải có một cái gì đó không bao giờ gây thất vọng mà hết sức là đặc biệt, từ dáng vẻ cho tới cả nội dung. Trộm vía và cảm ơn tổ nghiệp đã dẫn dắt tất cả mọi thứ nó đều theo như đúng cái thời gian mình mong muốn. Mặc dù mình có đổi lịch lên một trước một tuần, đáng lẽ phải kéo dài qua tới tận 5-7 tháng 12 mới phát hành, nhưng mình muốn sớm hơn một tuần. Thế là mình gắn tên lửa vào trong tất cả các bộ phận chạy để phóng. Thì nói là cả ekip của Hưng là rất vất vả, phải mang ơn ekip của Hưng nhiều. Nhưng sản xuất ra được cái này đó, nó gian nan kinh khủng khiếp luôn. Thì máy hát nó là như mấy đĩa than đó, đó. Mình có cái này mình gạt qua vậy nè, đó. Tự động nó sẽ chạy nha mọi người nha. Làm sao để làm được cái mô hình này, đúng cái ý tưởng mình mong muốn này. Thứ nhất là phải có một cái idea trước đã nha, tìm ra được cái nơi sản xuất cho mình. Không có, Việt Nam hoàn toàn không có. Hưng đi tìm cả hộp gỗ rồi, thử hộp gỗ, thử bao nhiêu chỗ luôn. Hộp gỗ làm thử xong mua máy để gắn, để customize nó như thế nào. Rồi ôi trời ơi, làm nhiều kiểu lắm, hộp giấy luôn, bỏ. Chuẩn bị bước vào sản xuất rồi đó, bỏ luôn, đổi một hộp khác. Cũng nhờ ekip tìm các kiểu đó. Dạ khúc cho tình nhân đó. Cuối cùng mày mò đại ra ở trên mạng thì thấy được một nơi. Họ chỉ bán lẻ thôi à, cái mình mới nhờ họ đặt cái chỗ này bán võ sĩ đó, đặt cho mình làm việc trong vòng có một tuần lễ, hai tuần thôi là phải có. Giả mang chưa, hai tuần là phải có, in luôn cả tất cả những chữ nè, logo lên trên này trên mai cho Hưng nhé. Đó, đặt đúng như ý mong Hưng mong muốn luôn, gian nan lắm luôn á. Chụp hình phải đi 2 ngày 2 đêm nha, đúng nghĩa là từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngày nào cũng vậy hết. Sau đó phải dẫn các cung đường làm sao mà đi kết nối được những điểm nào cho nó thành một cái tuyến đường. Rồi hình ảnh có những nơi rất khó xin vào để chụp hình, tưởng như không bao giờ cho luôn á, nó không hoạt động nữa, hoặc là những nơi gần như là cấm kỵ luôn, không cho vô mà hướng dẫn xin được. Tiếp theo là cái chuyện tác quyền, trời ơi là trời, để trong 10 mashup thôi 36-40 mấy bài gì đó, tôi nhớ 36 bài thì phải, có những bài chỉ hát đúng một câu thôi, một câu chưa được câu thứ hai nữa đó. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời đó, vẫn phải trả tác quyền đủ một bài đó. Mình tôn trọng tất cả các chú, những người nhạc sĩ đã viết ra những cái này cho mình xài. Mong ước của Hưng còn muốn đi gặp từng chú nữa để tặng cái sản phẩm này cho các chú nữa rồi đó. Thì đó là cái hành trình sơ sơ sương sương thôi. Bắt đầu tới cái phần mà họp báo, trời đất ơi còn tiếp tục gian nan nữa. Trưa trời trưa trực nóng nắng mưa giữa cái Sài Gòn này đó, mà đi tìm những cái quán, những cái nơi nào nó đúng đồ xưa nha, đúng không gian mà đủ rộng nha, đủ 200 người. Còn cái chuyện tiếp theo là người ta có thích mình hay không nữa đó. Mà tìm khắp Sài Gòn luôn, vòng vòng các cái con hẻm như là Tú Xương, Nguyễn Thị Diệu, tất cả những hẻm mà nó mang còn tính chất xa xưa nhiều đó. Hòa Hưng là tìm hết các nơi không ra, không có. Cuối cùng lang thang hồi thì ekip của Hưng là bạn Phương Ngô tìm ra được địa chỉ này. Trời ơi chụp hình cái mình mừng chết luôn, chạy tới liền lập tức. Mình đi đón con xong quay ngược để con xuống nhà, xong chạy ngược lại qua khảo sát rồi xong chốt luôn. Rồi bắt đầu mình deal với ông chủ cho mình dẹp sạch hết như chỗ này để set up lại tất cả mọi thứ theo ý mình. Những cái gì của ông đã tháo sạch hết, hiện đại tháo hết. Cái quạt ở đây lúc trước có gắn đèn nè, ông tháo luôn. Đó, tất cả mọi thứ thì tháo theo ý hơn hết. Ông rất là chịu chơi, Quỳnh Minh Hiệp. Ông rất dễ thương. Một cái tên là rất hay trùng với họ với chị Lót hơn nữa. Quỳnh Minh Hiệp, Quỳnh Minh Hưng. Đó. Rồi. In ấn. Trời ơi, tới khâu in ấn của sản phẩm thứ hai. Là cái này phiên bản có giới hạn thôi. Đó. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm dành cho những sinh viên, những cô chú lao động xe ôm hoặc là những người công nhân không có khả năng mua được cái máy này đó, 2 triệu này họ có thể mua cái máy 520 ngàn, một cái hộp CD đó. Là số tuổi của Hưng cái này là 1.971.000 là bằng số năm sinh của Hưng. Năm nay Hưng chơi vậy, in mà in tối qua nha, đêm qua này nè là 30 hộp báo 29, 2 giờ sáng còn lột bao lột bì ở đây như một cái nhà máy in, xưởng in luôn, kinh khủng khiếp. Để đóng gói từng cái cọc hình nha, bỏ vào trong hộp để cho mọi người. Nó gian truân lắm, không đơn giản nào. Vận động hết cả ekip, cả quen thân, fan rồi các kiểu đó. Cho nên là rất rất gian nan. Dĩ nhiên là cái tình yêu của Hưng với âm nhạc đó, sẽ khó dừng lại lắm. Nhất là cái kho nhạc xưa nó quá khổng lồ, quá lớn, còn quá nhiều bài hay. Thì đây là dự án của Hưng, dự án khởi đầu mà Hưng kéo dài tới 18 năm trời. Và nó được dừng lại ở album cuối cùng này, album số 10. Vì là nó có nhiều cái điều khiến mình phải trùng bước. Ví dụ như là người ta không còn xài CD nữa, rồi album nhạc ra cho người xưa. Thế bây giờ nó khác lắm rồi, không còn như ngày xưa nữa. Đấy, với là những cái bài hát mà Hưng muốn hát á, chưa chắc có được cấp phép nữa. Đó. Cho nên là cũng đang rất phân vân. Nhưng tuy nhiên sẽ có một dự án
sẽ được mở ra chắc chắn luôn. Mỗi một dự án dịch chỉ có 10 album thôi, 10 sản phẩm, 10 đứa con thôi. Đó là cách chơi của Hưng. Thật ra đây là một siêu phẩm nha, siêu phẩm. Bản mục cuối cùng đây là một cái kỷ vật đáng nhớ nhất của khán giả của Hưng. Ngoài những album quý vị đã sở hữu thì đây là một kỷ vật rất là ấn tượng và rất đáng để có sở hữu nha mọi người nha. Đây là tất cả những gì tâm huyết nhất của Hưng, chất xám của Hưng về cách chơi nhạc. Mashup, lựa từng câu, từng bài, những ngày, những đêm Hưng thức khuya, Hưng cắt dán như thế nào á, Hưng đã gửi hết vào trong này và hòa âm tới lui thay đổi, hoặc là những cái lời mời dành cho khách mời đặc biệt, Hưng đã gửi hết cả trái tim mình vào trong sản phẩm này rồi. Đó, cho nên là mọi người đón nhận theo cách nào cũng là một cách đón nhận, dù là sản phẩm này hay là CD hay là quý vị có thể nghe trên mạng, những bài hát này hôm nay là một phần thưởng dành cho Hưng. Hưng luôn luôn cảm ơn tất cả những ai đã yêu thương nghe nhạc của Hưng và chấp nhận và đón nhận Hưng như người thân.